thói quen một sống kiểu kiến tạo. Phạm vi bận tâm, phạm vi ảnh hưởng. Có một cách tuyệt vời để tự nhận thức rõ ràng hơn về mức độ chủ động của ta đó là xem xét ta tập trung thời giờ và năng lượng của mình cho những việc gì mỗi chúng ta đều có nhiều mối bận tâm như về sức khỏe con cái vấn đề trong công việc tỷ lệ nợ công chiến tranh hạt nhân chúng ta có thể tách những thứ đó với những thứ mà ta chẳng có chút quan tâm hay cảm xúc nào bằng cách khoanh vùng chúng trong một phạm vi bận tâm và khi ta nhìn vào những vấn đề trong phạm vi bận tâm này Ta cần phân biệt rõ ràng những việc ta hoàn toàn không có khả năng kiểm soát và những việc mà ta có thể ít nhiều tác động. Chúng ta có thể tiếp tục khoanh vùng nhóm sau vào một phạm vi nhỏ hơn gọi là phạm vi ảnh hưởng. Bằng việc xác định ta đang tập trung thời gian và năng lượng của bản thân cho phạm vi nào nhiều hơn, ta có thể khám phá rất nhiều điều về mức độ chủ động của bản thân. Người chủ động tập trung nỗ lực của họ vào phạm vi ảnh hưởng những việc mà họ có thể ít nhiều tác động. Bản chất nguồn năng lượng của họ là tích cực, lan tỏa và lớn lên dần, nhờ vậy mà họ ngày càng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình ra. Còn người bị động thì trái lại, tập trung nỗ lực của họ vào phạm vi bận tâm, họ chú trọng vào điểm yếu của người khác, khó khăn ngoại cảnh và những tình huống mà họ không thể kiểm soát. Hậu quả là họ có thái độ đổ lỗi và kết tội người khác dùng ngôn ngữ bị động và ngày càng củng cố cảm giác bản thân là nạn nhân của hoàn cảnh. Khi cứ tập trung vào đó, họ tỏa ra năng lượng tiêu cực cộng với việc không để tâm đến những chuyện mà lẽ ra họ có thể tác động được chút nào đó, thế nên phạm vi ảnh hưởng của họ ngày một thu hẹp. Một khi ta còn chú trọng vào phạm vi bận tâm thì ta còn cho phép những việc trong đó kiểm soát ta. chúng ta không có những sáng kiến chủ động cần thiết để tạo ra thay đổi tích cực trong phần trước tôi có chia sẻ với bạn câu chuyện về con trai tôi và những vấn đề nghiêm trọng mà thằng bé đã gặp ở trường tranda và tôi đã bận tâm rất nhiều về điểm yếu của thằng bé và cách mọi người xung quanh đối xử với nó nhưng những việc ấy lại thuộc về phạm vi bận tâm của chúng tôi một khi chúng tôi còn chú trọng vào đó chúng tôi không đạt được kết quả gì ngoại trừ việc củng cố cảm giác bất lực và thiếu sót trong vai trò làm cha mẹ và đồng thời củng cố sự lệ thuộc của con trai chúng tôi. Chỉ khi chúng tôi chú tâm vào phạm vi ảnh hưởng, tập trung lập lại những mô thức của mình, chúng tôi mới bắt đầu tạo ra những năng lượng tích cực mà thay đổi bản thân chúng tôi trước để rồi sau cùng cũng ảnh hưởng tốt đến thằng bé. Bằng việc xét lại bản thân trước, thay vì lo lắng về điều kiện ngoại cảnh, chúng tôi lại có khả năng ảnh hưởng đến chính những điều kiện ấy cũng có khi phạm vi ảnh hưởng của một người lại lớn hơn phạm vi bận tâm của họ nhờ vào vị thế, tài sản, vai trò, mối quan hệ. Thế nhưng tình huống đó có thể là biểu hiện của một tình trạng khuyết tật về cảm xúc mà một người tự gây ra cho mình, một kiểu lối sống chỉ khu trú trong phạm vi bận tâm ích kỷ và bị động khác. Cho dù có thể họ phải cân nhắc các ưu tiên sử dụng ảnh hưởng của mình nhưng người chủ động có một phạm vi bận tâm ít nhất cũng phải lớn bằng như phạm vi ảnh hưởng của họ chấp nhận trách nhiệm sử dụng ảnh hưởng của mình sao cho hiệu quả trực tiếp gián tiếp và không thể kiểm soát vấn đề của ta thường rơi vào ba nhóm trực tiếp kiểm soát những vấn đề liên quan đến hành vi của chính ta gián tiếp kiểm soát những vấn đề liên quan đến hành vi của người khác và không thể kiểm soát những vấn đề ta không thể làm gì giống như quá khứ của ta hay những thực tại mà tùy thuộc theo tình huống tính chủ động chính là bước đầu tiên để giải quyết ba nhóm vấn đề trên trong phạm vi ảnh hưởng hiện tại của mình những vấn đề mà ta có thể kiểm soát trực tiếp Rõ ràng là nằm trong phạm vi ảnh hưởng của ta và ta có thể giải quyết chúng bằng cách rèn luyện cho mình những thói quen về thành công cá nhân như thói quen 1, 2 và 3. Ta có thể giải quyết những vấn đề mà ta gián tiếp kiểm soát được bằng cách thay đổi phương pháp tạo ra ảnh hưởng bằng những thói quen về thành công tập thể như thói quen 4, 5 và 6. Cá nhân tôi đã xác định ra hơn 30 phương pháp riêng biệt để tạo ảnh hưởng tính riêng biệt của chúng cũng giống như khi ta so sánh sự thấu cảm với sự đối đầu hay việc làm gương cho người khác với việc thuyết phục người khác. Hầu hết mọi người chỉ có được 3 hoặc 4 phương pháp, thường bắt đầu bằng lý luận và nếu không hiệu quả thì hoặc là đối đầu hoặc là bỏ đi. Thế nên chẳng phải sẽ tự do biết bao nếu ta học được những phương pháp tạo ảnh hưởng mới thay vì cố gắng áp dụng những cách thức cũ kỹ và không hiệu quả để nhào nặn người khác với những vấn đề không thể kiểm soát ta phải nhận trách nhiệm thay đổi thái độ của mình trước những vấn đề đó để có thể mỉm cười thành thật chấp nhận chúng và học cách sống với chúng cho dù ta không hề thích chúng theo cách này ta sẽ không để cho vấn đề làm chủ ta ta chia sẻ tinh thần mà tổ chức encolic và an li chân quý. Thượng đế, hãy ban cho con dũng khí để thay đổi những thứ con có thể và cần phải thay đổi. Hãy ban cho con sự bình thản để chấp nhận những gì không thể thay đổi được. Và hãy ban cho con sự thông tuệ để minh định những việc ấy. Dù vấn đề thuộc nhóm có thể kiểm soát trực tiếp, gián tiếp hay không thể kiểm soát, thì ta vẫn nắm trong tay mình bước đầu tiên đến giải pháp. Bởi những việc như thay đổi thói quen, phương pháp tạo ảnh hưởng của mình, chuyển đổi cách ta nhìn nhận về các vấn đề ngoài tầm kiểm soát đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của ta. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng thật tuyệt vời khi nhận ra rằng chính lúc ta lựa chọn cách phản ứng của mình đối với hoàn cảnh, ta cũng đồng thời tác động mạnh mẽ đến hoàn cảnh. Khi ta thay đổi một phần của công thức hóa học, ta cũng thay đổi bản chất của kết quả mà ta nhận được. Tôi từng làm việc trong một tổ chức nọ trong nhiều năm, người lãnh đạo khi đó vô cùng năng động. Ông có thể đọc được các xu thế. Ông rất sáng tạo, đầy tài năng, nhiều khả năng và rất xuất sắc. Mọi người đều thừa nhận Thế nhưng ông ta lại có phong cách quản trị rất độc tài, ông thường đối xử với mọi người như thể họ là người sai vặt, không quan tâm đến việc mọi người sẽ đánh giá ra sao về cách đối đãi của ông. Cách ông giao tiếp với mọi người trong tổ chức theo hướng áp đặt, kiểu như đi hướng này không phải hướng kia, giờ phải làm thế này thế nọ, ở đây tôi là người ra quyết định. Kết quả là gần như toàn bộ ban giám đốc tỏ ra xa cách với ông họ có thể tụ tập ở hành lang và phàn nàn về ông những cuộc trao đổi của họ có vẻ phức tạp ăn khớp nhau như thể họ đang nỗ lực khắc phục tình hình nhưng họ cứ mãi phàn nàn như thế mà không chịu nhìn nhận trách nhiệm của mình vì cho rằng vấn đề nằm ở điểm yếu của người sếp một người trong ban giám đốc có thể than phiền rằng anh chẳng thể nào tưởng tượng nổi những gì diễn ra đâu hôm đó ông ấy bước vào phòng họp khi tôi đang chủ trì cuộc họp với bộ phận mình và chỉ đạo những điều hoàn toàn khác. Những gì tôi chuẩn bị dòng dã nhiều tháng trời đều đổ sông đổ bể như thế. Tôi không hiểu làm thế nào có thể tiếp tục làm việc với ông ấy, khi nào thì ông ấy về hưu nhỉ. Ông ấy chỉ mới 59 tuổi thôi, một người chia sẻ, anh có nghĩ mình có thể tồn tại trong 6 năm tiếp theo không? Tôi không biết, có thể ông ấy là dạng người sẽ không bao giờ chịu về hưu. Tuy nhiên, có một thành viên khác trong ban giám đốc là người chủ động anh hành động dựa trên giá trị không dựa trên cảm xúc anh chủ động phát thảo ra những sáng kiến anh lường trước và đọc được tình huống anh có khả năng đồng cảm anh không mù quáng đến mức không nhận ra điểm yếu của người lãnh đạo nhưng thay vì than phiền chỉ trích anh tìm cách bù vào chỗ khuyết ấy ở những điểm mà người lãnh đạo bộc lộ nhiều yếu kém anh tìm cách làm bước đệm để những điểm yếu đó không còn quan trọng nữa và anh tận dụng điểm mạnh của người lãnh đạo tức tầm nhìn, tài năng và óc sáng tạo của ông. Người giám đốc này đã tập trung vào phạm vi ảnh hưởng của mình. Dĩ nhiên, anh cũng bị vị lãnh đạo kia đối xử như thể anh là người sai vật. Nhưng những gì anh làm hoàn toàn vượt mọi kỳ vọng thông thường. Anh tiên liệu nhu cầu của người lãnh đạo. Anh đọc những băn khoăn của vị lãnh đạo bằng sự đồng cảm thế nên khi anh trình bày thông tin, anh cũng đưa ra phân tích của chính mình và những khuyến nghị dựa trên phân tích đó. Một ngày nọ, khi tôi làm việc cùng vị lãnh đạo ấy trong vai trò một cố vấn cho ông, ông chia sẻ: "Stephen, tôi không thể tin nổi anh giám đốc ấy lại có thể làm được ngần ấy việc. Anh ta không những cung cấp thông tin tôi yêu cầu mà còn đưa thêm những thông tin khác mà tôi rất cần nhưng chưa yêu cầu. Chưa kể, anh ấy còn phân tích được những vấn đề mà tôi băn khoăn nhất." và liệt kê ra các khuyến nghị của anh ta mà rất nhất quán với bài phân tích và bản thân bài phân tích lại rất nhất quán với dữ liệu có được. Anh ta quả thật tuyệt vời, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi không phải bận tâm đến công việc đó nữa. Trong cuộc họp tiếp theo, người lãnh đạo vẫn quen phong cách phải làm này, phải làm kia với tất cả ban giám đốc, trừ một người. Với người giám đốc ấy, ông quay sang hỏi, anh có ý kiến gì không? và phạm vi ảnh hưởng của người giám đốc đã mở rộng. Việc này khiến mọi người trong tổ chức Sơn Sao, những con người bị động và những vị giám đốc chỉ quen bàn chuyện ngoài hành lang bắt đầu quay mũi tên thù hận về phía người giám đốc chủ động ấy. Đó là bản chất của người bị động, họ phải trốn chạy khỏi trách nhiệm, sẽ an toàn hơn nếu nói tôi không có trách nhiệm, nếu tôi phải nói, nếu tôi nói rằng tôi chịu trách nhiệm thì nghĩa là tôi phải thừa nhận. Tôi vô trách nhiệm nếu công việc không hoàn thành. Thật khó để chấp nhận rằng ta có quyền tự do lựa chọn mà những gì ta chọn lại dẫn đến kết quả tiêu cực, hủy hoại. Nhất là khi suốt nhiều năm qua ta đã chối bỏ trách nhiệm của mình với cái cớ là do khuyết điểm của người khác. Những người giám đốc bị động kia chỉ tìm kiếm thông tin, bằng chứng, lý lẽ để củng cố việc họ không có trách nhiệm. Nhưng người giám đốc chủ động thì ngược lại, dần dần anh mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình trước những vấn đề mà tất cả ban giám đốc đều gặp phải phạm vi ảnh hưởng của anh mở rộng đến mức sau cùng không ai kể cả vị lãnh đạo có thể tạo ra một thay đổi to lớn nào trong tổ chức mà không có sự tham gia hoặc phê duyệt của anh dù vậy vị lãnh đạo cũng không cảm thấy vị thế của ông bị đe dọa vì người giám đốc chủ động ấy bởi lẽ thế mạnh của người giám đốc vừa làm tôn lên thế mạnh vừa bù khuyết cho điểm yếu của vị lãnh đạo và vị lãnh đạo đang có được sức mạnh của cả hai người, một đội ngũ bù khuyết được cho nhau. Thành công của người giám đốc không lệ thuộc vào hoàn cảnh của anh bởi nhiều người khác cũng ở hoàn cảnh tương tự. Chính lựa chọn phản ứng của anh trước hoàn cảnh, chính sự tập trung vào phạm vi ảnh hưởng của ngựa anh đã tạo nên sự khác biệt. Nhiều người hiểu chủ động là tự cao, xông xáo hoặc thiếu nhạy cảm, nhưng sự thật không phải thế. Người chủ động không hề tự cao, họ thông minh, họ hành động dựa trên giá trị, họ đọc được thực tại và họ biết cần phải làm gì. Hãy nhìn Gandhi mà xem. Trong khi những người chỉ trích ông đều nằm trong các hội đồng lập pháp, họ kết tội ông vì ông không tham dự phạm vi bận tâm của họ, vốn dĩ chú trọng vào việc lên án Đế quốc Anh đã nô dịch hóa dân tộc Ấn Độ, thì Gandhi ra đồng ruộng lặng lẽ, chậm rãi, từ tốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình với nông dân, người lao động. Người dân cả nước dần ủng hộ, tin tưởng và tín nhiệm ông. Dù không có văn phòng, vị thế chính trị, nhưng nhờ lòng chắc ẩn, sự kiên cường, sự tuyệt thực để phản đối trong hòa bình và sự thuyết phục về mặt đạo đức, sau cùng ông cũng khuất phục được nước Anh phá vỡ ách thống trị cho hơn 300 triệu người. Tất cả là nhờ sức mạnh của phạm vi ảnh hưởng được mở rộng đến tầm mức vĩ đại. Sở hữu và hiện hữu. Có một cách để xác định những gì thuộc về phạm vi bận tâm, đó chính là phân biệt những gì ta muốn sở hữu và những gì ta tiên hữu và những gì ta hiện hữu và phạm vi bận tâm được tạo thành từ những gì ta muốn sở hữu. Tôi sẽ hạnh phúc khi tôi có tiền để trả khoản vay mua nhà cho ngân hàng. Giá như tôi có người sếp không độc tài như thế. Giá như tôi có người chồng nhẫn nại hơn. Giá như tôi có đám con biết nghe lời hơn. Giá như tôi có bằng cấp đó. Giá như tôi có thêm thời gian cho bản thân còn phạm vi ảnh hưởng thì được tạo thành từ những gì ta hiện hữu chẳng hạn như tôi có thể là người nhẫn nại hơn là người thông tuệ hơn là người giàu lòng yêu thương hơn trọng tâm của phạm vi ảnh hưởng chính là phẩm giá bất cứ khi nào ta nghĩ rằng vấn đề nằm ở ngoài kia thì chính suy nghĩ đó là vấn đề ta cho phép những gì ở ngoài kia kiểm soát ta và mô thức ở đây là từ ngoài vào trong tức là ngoài kia phải thay đổi trước khi ta thay đổi Phương pháp tiếp cận chủ động lại là thay đổi. Từ trong ra ngoài, ta hiện hữu khác trước và nhờ đó có thể tạo ảnh hưởng tích cực để thay đổi những gì ở ngoài kia. Chẳng hạn như tôi có thể tháo vát hơn, cẩn mẫn hơn, sáng tạo hơn, hợp tác hơn. Một trong những câu chuyện tôi yêu thích là chuyện về Joseph. Trong kinh cựu ước, một phần nền tảng của truyền thống do Thái, Kitô, Joseph bị những người anh em của mình bán sang Ai Cập làm nô lệ ở tuổi 17. Bạn có thể hình dung là trong hoàn cảnh đó, Joseph rất dễ đau khổ sầu muộn và tự than thân trách phận mình. Tự than thân trách phận mình khi làm tôi tớ cho Potiphar và cũng rất dễ chú trọng vào khuyết điểm của anh em mình và những kẻ giam hãm mình để kết tội cho tất cả những gì anh ta đang phải gánh chịu. Nhưng không Joseph là người sống kiểu kiến tạo, anh thay đổi cách hiện hữu của bản thân. Trong một thời gian ngắn, anh trở thành quản gia cho Potiphar rồi giúp Potiphar quản lý tất cả mọi việc vì ông vô cùng tin tưởng anh. Một ngày nọ, Joseph lâm vào hoàn cảnh khó khăn và anh vẫn lựa chọn hiện hữu một cách chính trực chứ không chịu thỏa hiệp. Hậu quả là anh bị bỏ tù oan hết 13 năm, nhưng một lần nữa là một người sống kiểu kiến tạo, anh rèn luyện phạm vi bên trong của mình, rèn luyện cách anh hiện hữu thay vì quan tâm đến những gì sở hữu được. Và không lâu sau, anh quản lý cả nhà tù và sau cùng là cả đất nước Ai Cập, là nhân vật có ảnh hưởng thứ hai chỉ sau vua Pharaoh. Tôi biết câu chuyện này là một sự chuyển đổi mô thức cho nhiều người, rất dễ để ta đổ lỗi cho người khác, cho điều kiện bên ngoài vì hoàn cảnh tồi tệ của mình. Nhưng ta là những người có trách nhiệm, có khả năng chọn cách phù hợp để phản ứng với hoàn cảnh. Một ngày nọ, Joseph lâm vào hoàn cảnh khó khăn và anh vẫn lựa chọn hiện hữu một cách chính trực chứ không chịu thỏa hiệp. Hậu quả là anh bị bỏ tù oan hết 13 năm. 13 năm, nhưng một lần nữa là một người sống kiểu kiến tạo, anh rèn luyện phạm vi bên trong của mình, rèn luyện cách anh hiện hữu thay vì quan tâm đến những gì sở hữu được. Và không lâu sau, anh quản lý cả nhà tù và sau cùng là cả đất nước Ai Cập, là nhân vật có ảnh hưởng thứ hai chỉ sau vua Pharaoh. Tôi biết câu chuyện này là một sự chuyển đổi mô thức cho nhiều người. Rất dễ để ta đổ lỗi cho người khác, cho điều kiện bên ngoài vì hoàn cảnh tồi tệ của mình. Nhưng ta là người có trách nhiệm, có khả năng chọn cách phù hợp để phản ứng với hoàn cảnh, có thể kiểm soát cuộc đời ta và ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoàn cảnh bằng cách tập trung vào cách ta hiện hữu và việc thay đổi con người mình. Nếu tôi gặp vấn đề trong hôn nhân, tôi sẽ được lợi ích gì khi cứ liên tục chỉ trích thiếu sót của vợ mình? Khi tự cho rằng mình không có trách nhiệm, tôi biến mình thành một nạn nhân yếu ớt, tôi giam mình vào hoàn cảnh tiêu cực. Tôi cũng từ bỏ khả năng tạo ảnh hưởng lên vợ mình, trong khi những hành vi đay nghiến, kết tội hay thái độ phê phán của tôi chỉ khiến cô ấy củng cố những khiếm khuyết của cô ấy mà thôi. Sự chỉ trích của tôi mang lại hậu quả tồi tệ hơn ý định đóng góp xây dựng ban đầu và khả năng tác động tích cực đến tình huống ấy bắt đầu suy yếu cho đến khi chết hẳn. Nếu tôi thật sự muốn cải thiện tình hình, tôi có thể tập trung vào một thứ mà tôi kiểm soát được, đó là bản thân thôi. Tôi có thể ngừng nhào nặn vợ mình theo ý mình muốn và tập trung cải thiện khuyết điểm của tôi. Tôi có thể tập trung để trở thành một người chồng tuyệt vời trong hôn nhân với vợ, là nơi mang lại sự hỗ trợ và tình yêu thương vô điều kiện cho cô ấy và hy vọng rằng vợ tôi sẽ cảm nhận được sức mạnh của hình mẫu chủ động mà tôi tạo ra và cũng hồi đáp tương tự nhưng dù cô ấy có hồi đáp như thế nào thì cách tích cực nhất mà tôi có thể tạo ảnh hưởng lên tình thế của chính mình đó là sửa đổi bản thân thay đổi cách tôi hiện hữu có rất nhiều cách để ta phát triển nhờ tập trung vào phạm vi ảnh hưởng của mình trở thành người lắng nghe hiệu quả hơn trở thành người chồng người vợ giàu tình yêu thương hơn trở thành một người học tích cực hơn, trở thành một nhân viên tận tụy và hợp tác hiệu quả hơn. Có khi việc hiệu quả nhất ta có thể làm chỉ là trở nên hạnh phúc, chỉ là mỉm cười chân thật. Hạnh phúc cũng như đau khổ chỉ là một lựa chọn chủ động. Có những thứ nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng, chẳng hạn như thời tiết, nhưng là một người chủ động, ta có thể tạo ra thời tiết cho riêng mình, cũng như trong mối quan hệ của ta với người khác, ta có thể hạnh phúc và chấp nhận những gì ta không kiểm soát ở hiện tại và tập trung nỗ lực của mình vào những gì ta có thể kiểm soát. Đầu còn lại của cây gậy Trước khi ta hoàn toàn chuyển trọng tâm cuộc đời mình sang phạm vi ảnh hưởng ta cần quan tâm đến hai điều trong phạm vi bận tâm mà đáng để ta suy nghĩ thấu đáo, đó là hậu quả và lỗi lầm. Ta tự do lựa chọn hành động, nhưng ta không tự do lựa chọn được hậu quả của hành động. Hậu quả hay kết quả phải tuân theo quy luật tự nhiên, nó nằm ngoài phạm vi bận tâm của ta. Ta có thể quyết định bước ra chặn đầu một đoàn tàu hỏa đang lao đến với tốc độ nhanh, nhưng ta không thể quyết định chuyện gì sẽ xảy đến khi ta bị đoàn tàu đâm trúng. Ta có thể quyết định không trung thực khi thương thảo kinh doanh và hậu quả về mặt xã hội của quyết định này có thể khác nhau tùy thuộc vào việc ta có bị phát giác hay không. Thế nhưng, trong bất kỳ tình huống nào, ta cũng đều tự hạ thấp phẩm giá của bản thân mình cả. Hành vi của ta phải tuân theo những nguyên lý sống hài hòa với chúng sẽ mang lại những kết quả tích cực, và ngược lại, ta sẽ chuốc lấy nhiều hậu quả tiêu cực nếu vi phạm các nguyên lý ấy. Ta tự do lựa chọn phản ứng của mình trong bất trong bất kỳ tình huống nào và qua việc đó ta cũng đã lựa chọn kết quả hay hậu quả theo sau. Khi ta nhấc một đầu gậy, đồng thời ta cũng nhấc đầu còn lại. Rõ ràng là có những lúc trong cuộc sống ta nhấc một đầu gậy lên và sau đó cảm thấy đó không phải là cây gậy ta cần. Lựa chọn của ta mang lại những hậu quả không mong muốn. Nếu ta có thể lựa chọn lại lần nữa thì ta sẽ làm khác đi. Chúng ta gọi những lựa chọn này là lỗi lầm. Và đây là điều thứ hai ta cần suy xét cẩn trọng. Với những ai đang chìm trong nỗi ân hận thì có lẽ bài tập về tính chủ động mà cần thiết nhất với họ là nhận ra rằng những lỗi lầm trong quá khứ cần thuộc về phạm vi bận tâm ngoài kia. Ta không thể chịu hồi, ta không thể quay trở lại thời điểm đó, hoàn cảnh đó để thực hiện lại. Ta cũng không thể kiểm soát những hậu quả xảy đến sau đó. Khi chơi bóng trong trường ở vị trí tiền vệ, cứ mỗi khi chính mình hay thành viên nào trong đội phạm lỗi khiến đội nhà mất điểm, con trai tôi lại giật cái vòng đeo tay của mình, một cái như một kiểu rũ bỏ về mặt tinh thần để sai lầm đã qua không ảnh hưởng đến hiệp đấu tiếp theo. Cách tiếp cận chủ động với lỗi lầm của mình chính là lập tức thừa nhận nó, sửa chữa nó và học hỏi từ nó. Điều này về bản chất chính là chuyển bại thành thắng. Như Watson, nhà sáng tạo của IBM, từng nói, thành công thực chất chỉ nằm ở mặt bên kia của thất bại mà thôi. Việc không thừa nhận sai lầm, không sửa chữa nó và học hỏi từ nó chính là một sai lầm khác. Nó thường đẩy một người vào con đường tự lừa dối, tự biện hộ và tìm cách hợp lý hóa bằng những lời nói dối hợp lý với bản thân và với người khác. Cái sai lầm thứ hai này là một dạng che đậy cho sai lầm thứ nhất và dù với mức độ nghiêm trọng như thế nào thì cũng đều gây ra những tổn thương sâu sắc cho bản thân ta điều khiến ta tổn thương lớn nhất không phải hành vi của người khác hay lỗi lầm của ta mà chính là phản ứng của ta trước những việc này như khi bị rắn độc cắn nếu ta đuổi theo bắt nó thì chỉ khiến chất độc nhanh chóng lan khắp cơ thể mà thôi trái lại nếu ta có biện pháp sơ cấp cứu ngay lập tức thì có thể tống chất độc ra ngoài Phản ứng của ta trước sai lầm ảnh hưởng đến chất lượng của khoảnh khắc sau đó. Điều quan trọng là cần lập tức thừa nhận và sửa chữa sai lầm để chúng không còn tác động gì đến khoảnh khắc sau đó nữa và ta lại tràn đầy năng lượng. Cam kết và giữ cam kết. Điều cốt lõi của phạm vi ảnh hưởng chính là khả năng cam kết và giữ cam kết của ta. Cam kết của ta với chính ta và với người khác, sự chính trực của ta dành cho những cam kết ấy chính là bản chất và sự thể hiện rõ ràng nhất của tính chủ động. Nó cũng là bản chất của sự trưởng thành. Nhờ những năng lượng thiên phú của loài người như khả năng tự nhận thức và lương tâm, ta nhận biết được những điểm yếu, điểm cần phát triển, tài năng cần được trau dồi điểm cần thay đổi hay loại bỏ khỏi cuộc đời ta. Tiếp theo, khi ta sử dụng hai năng lực thiên phú còn lại là trí tưởng tượng và ý chí độc lập để hành động với nhận thức trên, chẳng hạn như đưa ra lời hứa, thiết lập mục tiêu, cam kết với chúng, ta sẽ xây dựng được sức mạnh về bản tính, về sự hiện hữu mà sẽ mang lại trong cuộc sống của ta những gì tích cực nhất. Tại đây, ta tìm được hai cách thức để chính ta làm chủ cuộc đời ta. Ta có thể đưa ra lời hứa và giữ lời hứa, hoặc ta có thể lập mục tiêu và phấn đấu để đạt được nó. Khi ta cam kết và giữ được cam kết, dù là những cam kết nhỏ, ta bắt đầu thiết lập được sự chính trực từ bên trong mà ta mang lại nhận thức về sự tự chủ và lòng can đảm, cũng như sức mạnh để nhận thêm trách nhiệm cho cuộc đời ta. Nhờ hứa và giữ lời hứa với bản thân và người khác, dần dần ta hành động vì bản tính của mình chứ không vì trạng thái cảm xúc nữa sức mạnh để cam kết và giữ được cam kết với chính bản thân là bản chất của quá trình xây dựng những thói quen nền tảng về tính hiệu quả kiến thức kỹ năng và khát khao đều nằm trong khả năng kiểm soát của ta ta có thể rèn luyện bất kỳ yếu tố nào để nâng cao sự cân bằng của cả ba yếu tố ấy khi vùng giao thoa giữa chúng trên lên rộng lớn hơn ta sẽ thẩm thấu sâu sắc hơn những nguyên lý nền tảng của các thói quen và hình thành sức mạnh của bản tính để đưa ta đến tính hiệu quả trong cuộc sống theo một cách cân bằng nhất